sáng nay mình làm cái món cút lết á, sườn cút lết á, mình gam á ha, mình gam thì mình có cái gia vị á nè, gói ướp. Mình mua cái thứ của Hồng Kông á, Lý Cẩm Ký, mà nó không có hàng á, thành ra mua của Việt Nam đỡ. Mình có biết ngon không, mình thử coi. Với lại tỏi, xíu bột nêm, với miếng dầu ăn, với miếng đường, với tiêu ha. Bây giờ mình để muối vô á, mình rửa cái thịt ha, để muối vô. Xài nước hộp. Rồi mình để thịt vô nha, muối, tại muối hộp á nó lâu tan lắm. Rồi mình để thịt vô. Nè, mình cắt như nè, cho khi mà mình gam á, nó được cái gút cái miếng thịt lại á, mình cắt ngang đi. Thêm nước nữa nha. Mình bóp cho nó sạch. Mình rửa sạch thì mình ăn ngon. Cái này mình mua mình có nhờ người ta dần rồi, thành ra về mình không có cần dần cho nó mềm. Chứ là mình mua thứ cốt lót mềm. Bây giờ mình bằm cái tỏi nha. Rồi tỏi mình xong rồi. Rồi giờ mình ướp nha. Mình ướp cái sườn cốt lết. Rồi giờ mình để tỏi. Rồi hết đi, nó ngon. Thơm. Mình để bột nêm. Để xíu đường. Miếng dầu ăn. Mình để cái gói này vô ha. Mình để nửa gói thôi. Mình ướp ở ngoài thêm á. Dạ mình không để đi hết. Mình trộn đều lên ha. Cái này mình để khoảng chừng 15 phút á. Rồi mình mới đem đi gam. Cho nó thấm cái gia vị á. Rồi cái này mình để khoảng 15 phút mình mới gam nha. Rồi ăn vô trong cái chảo ha. Rồi mình để cái thịt vô. Thank you.
mà mình thấy cái này nên mình muốn để thêm cái gói kia thì mình để hết gói luôn, chút nó lên cái màu đẹp đó tự nhiên á, thấy không? Bỏ cho nó ngập cái thịt tới chút cái gút lại à. Rồi mà mình cứ để gì đây ha. Này xíu nữa đó, nó chín đó, mình để một xíu nước mắm vô nha. Thì mình chưa để nước mắm á, mình sợ nó ngọt quá, tại cái gói gia vị chứ thường ngọt lắm, ngọt khó ăn lắm. Mình để miếng nước mắm vô cho nó. Này chưa đâu, chút nữa cái nào nó. Mới bây giờ mình để miếng nước mắm vô đây. Bây giờ nó sôi lên nè, nó từ từ nó kẹo lại đó ha, nó miếng thịt nó bóng nè, các bạn nhìn miếng thịt nó bóng nè, khi nào mà nó kẹo hết á. Nó kẹo hết nước luôn, thấy ngon, nè nó bóng nè, nó bám vô miếng thịt nè, thấy không? Rồi giờ thịt mình nó chín rồi ha nè, các bạn nhìn miếng thịt nè, nó kẹo vô phải không? Nó kẹo vô nó dính nó trong miếng thịt nè. Gấp ra nha, nè nó bám vô, bạn nhìn nó bám vô trong cái miếng thịt nó bóng nè, ha. Nè ha. Giờ mình tắt bếp.